Thưa quý vị, sáng nay đã diễn ra hội thảo phát triển đô thị bền vững thích ứng biến đổi khí hậu do tổ chức phi chính phủ Fabric Nauman Việt Nam, Cộng hòa Liên bang Đức phối hợp với Viện Nghiên cứu biến đổi khí hậu Trường Đại học Cần Thơ và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Cần Thơ tổ chức. Hội thảo nhằm chia sẻ cũng như tìm kiếm các cơ hội đóng góp vào sự phát triển các đô thị bền vững, và tham dự có ông Nguyễn Ngọc Hè, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ. Qua hai phiên thảo luận của hội thảo, các đại biểu đã chia sẻ, rút kết kinh nghiệm và bài học trong việc phát triển và quy hoạch đô thị bền vững, đồng thời đề xuất khuyến nghị chính sách cho thành phố Cần Thơ phát triển đô thị bền vững trước những thách thức của biến đổi khí hậu. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Nguyễn Ngọc Hè cho rằng, hội thảo một lần nữa đánh dấu cho các hoạt động hợp tác giữa cơ quan đơn vị thành phố Cần Thơ cùng với Viện FNF tạo nền tảng cho sự hiểu biết lẫn nhau, thúc đẩy triển khai thực hiện các hoạt động hợp tác giữa các bên liên quan đến thích ứng với biến đổi khí hậu tại vùng đồng bằng sông Cửu Long.